quay biểu là khỉ thôi khỉ. Anh thường thì chết đó. Vậy sửa lại của người ta thì hơn của ta. Không có sửa gì, mày sửa mày rảnh luôn, vô mày sửa. Trời ơi là trời. Trời ơi, thảo cầm viên vô đây. Đâu đồ bèo la. Nhìn dòng dây. Có thảo cầm viên ở đâu đằng đây. Nhìn dòng dây, nhìn dòng dây các chị, nhìn dòng dây. Tự nhiên dòng dây. Thả thôi tha. Anh xả chồng vô thôi. Chị ơi, cái này không có cửa luôn á, chị ra thoải mái. Không, nhau cái bức tường á. Không, chị đừng có mà tưởng tượng vậy. Chị thoải mái, chị bước ra rồi. Đúng rồi, là được hết trơn, cái tù này nó ngộ lắm. Chị thấy tù em có đẹp không à? Chị lử cái đó bảo hiểm của ai nha. Lử à? Tù em đó. Chị thường quảng cáo cho nó bảo hiểm. Under, under, under. Chị ơi, quảng cáo quá bị cắt nha chị. Nghe đồn mới làm đẹp mà Bella khoe cho mọi người coi, trời ơi. Bella mới Bella mới cái bờ môi của mọi người. Ở đồn đó. Ở đồn chưa rất thấy. Đẹp, ủa là chưa làm. Cắt mắt nè, xong rồi tẩy chân mày là thường. Cắt mắt khúc dưới đâu? Khúc dưới. Cái khúc dưới đâu? Cái khúc dưới là gì? Cái khúc dưới là cái miệng á má. Mày nói cái môi từ khúc dưới. Cái môi. Cái môi. Tụt ra cái miệng. Bờ môi đâu? Bờ môi cho chị. Được rồi. Chiều nay đi. Chiều nay vậy? Chiều nay quê hàng. Coi bây giờ. Chiều nay đi. Có sưng hay không là bây giờ nè. Không có sưng, không có sưng. Vậy thì chị cho em nè. Chị lưu lên, lưu lên là bù cũng còn thôi đó. Bù không mà làm gì mà đi đâu? Em không biết. Mày dẹp ra coi, mày bẹp sắp coi. Mở khẩu trang ra nói chuyện. Mở khẩu trang ra nói chuyện. Tại sao nói chuyện mà bịt khẩu trang? Cô đâu vô vậy? Đây là quay vô, quay vô. Chắc không bịt khẩu trang. Mày anh không có nè. Nè, răng mới làm đâu, răng mới làm đâu. Chết rồi, tự nhiên quay cái của mình ơi, mình không bịt khẩu trang. Đứa làm môi, đứa làm răng đâu. Nè, hai người này bịt số. Hai người khoe thử nè ha. Lài là lài, còn sen là sen. Tại giờ bò môi chị đi nói chuyện. Vậy là cái khuôn mà hồng cánh sen hả chị? Sợ tất cả hồng chị chưa có màu, chị thiên nhiên. Chưa có màu thiên nhiên. Nấy tôi rồi, nấy tôi rồi. Chiều nay chị cũng không cần tha son. Sao tha được, cái tháng sau mới tha được bà ơi. Bà đừng có tưởng là nói gì là tôi không biết. Xăm màu đỏ, xăm màu đỏ mà khỏi cần tha. Tháng sau mới đánh son thêm được thôi. Chị không có xăm màu đỏ, chị muốn làm lạ cho người ta. Bây giờ chị chưa đủ lạ sao chị? Quá lạ. Ở nhà em coi cái đi trời. Áo được cái màu đây. Chị lớn mà chị còn phúc môi. Cái tướng chị lớn mà chị còn phúc môi. Chị dài lắm em. Còn như em vậy nè. Chị là những người xăm môi á. Cơ thể của chị là bao nhiêu mũi kim trên đó. Ẩn ẩn đi gặp mưa mọi người. Ủa sao mà phải quyết định đi xe máy vậy? Sao đi xe máy vậy? Đi trễ. Muốn riêng tư hả? Hai người này muốn riêng tư nè trời. Tới đây là mua tức chê. Đi vô chổng rồi. Vô niệm Phật đi. Vô niệm Phật đi. Chấn động quá. Hôm nay đoàn rất là đông ha mọi người. Trong đoàn có Hương Họa nè, Cầu Cầu nè, Bé Ba nè, Thí Diễm nè, Lê Cần nè, đó. Hương Họa nè. Gì? Nói gì? Tao nói chuyện ngọn. Trời ơi là trời ơi. Tiếp cái bản như là vui vậy trời. Đúng là mưa à. Khóc trời. Đây đúng rồi. Tao đi tới gần tới đây tao thấy mưa đường ướt là tao nói trời hơi quá vậy cũng sao không có mưa tụi tao chạy tới đây. Nha má. Ốc mà xuống đây là giống như là tờ bả chở ở chạy đi mưa. Ờ có đường vậy á. Thì ra là chơi chiêu. Ủa nếu vậy sao chị không tính cái đường xa hơn? Ai là chắc cũng vậy. Cái này nè anh. Cái gì? Đẹp, này ngon lắm nè mọi người. Ủa, qua vậy? 50.000 tôi xanh quá. Ở bển hả? Ở bển có hả? 50.000. Ngồi quán này ăn món ngon mọi người. Gọi gì vậy?
đu đủ là đu đủ. Bà khía hả? Có bà khía không? Có rau răm. Có cua. Có muối cua. Anh đâu thấy bà khía ăn đâu, có cua. Ăn đi. Có thể sữa. Mới ăn. Cái con này trời là trời, để ăn cơm luôn đi. Em đút cho anh em. Chị nói nè. Chị ăn ngon. Chị chồng ơi đi. Chồng ơi. Tao làm gì? Tồi á. Tao làm gì? Ủa bữa nay em xuống đây mà sao trời mưa lạ quá vậy? Ủa anh không biết hả? Là sao? Nữ hoàng Long Dương đó, con gái của Long Dương đi tới đâu là mưa tới đó. Trời cho nên là bà lộ bà lấy cái đó là một cái gọi là sao? Một cái gọi là cái dự tính trong đầu bà. Bà phải dạy an toàn cho bà. Phương án an toàn cho bà. Càng đi xa lộ càng tốt đúng không? An toàn cho người mẫu. Đuổi bà xuống đây là an toàn cho cái show của bà lộ. Đúng không chị? Đúng rồi. Trời ơi, nói gì đi. Mà bà đâu có ngờ đâu là hết mưa ở đây là mỗi lần mưa kéo xuống đây. Là đúng ngay 7 giờ mở màn luôn. Trời ơi, nghiệp nữa ơi. Có ai cập nhật tình hình trễ không chờ? Trời ơi, bây giờ cũng đang chuyện á. Em đúng cho anh em không? Hồi nãy đi là nó chuyển vào rồi. Tao đâm lòi con mắt đi. Ủa anh quay cái đâm lòi con mắt, không quay thì đâm lòi cho khác. Trời ơi, có người nấu cơm mang đi luôn nè. Em nấu cơm á. Bữa nay lại số chị gọi cũng hy vọng là ở xe 30 mưa thuận gió hòa. À, mưa thuận gió hòa. Ủa gì kỳ hả? Hay chứ không được thưởng thức show của bà lộ cũng buồn ha. Dạ luôn lắm. Cái vui. Nát đi. Nát gì? Chạy viên tháng hả? Trời ơi, cái gì mà cũng đừng nói lên gì trời. 70 miếng người coi luôn nè. Trời ơi, xung hợp với gia đình. Cái gì? Nhà đầu tuần còn đi làm. Trời ơi, đủ rồi, đủ rồi. Rồi. Sao tự nhiên lên vậy? Nãy giờ mười mấy người coi à. Rồi lần đầu em la bên đấy. Thế tạm. Trời ơi. Ủa, đó vừa làm em vừa thấy Lâm. Chết rồi, bị xót rồi. Hello, chị Tin L. Thấy tôi nói đúng không? Ở đúng như là đúng quá. Là xe ra chim rồi, chín mươi miếng rồi mẹ. Chết rồi, chết rồi. Dẻo trắng nào vậy? U là trời. Dẻo trắng nào vậy trời? Hello kiến đức chàng. Ê, nhỏ đứng kế bên anh kia xe tay xin miếng đồ ăn. Ở đây tâm linh quý vậy trời. Hôm nay hết bị rồi. Sao nay nhiều chúng mình như bơ mà đọc bên đây hoài. Mày đọc đây. Sao bữa nay nhiều bên đây hoài. Chúng tối lộ lộ là chỉ có là một mình lộ lộ thôi. Ai vừa bán đi á vừa hát. Tôi là con gái. Hát xong ca với Dương Thanh Hoàng luôn. Bà Dương Thanh Vàng nữ hoàng xì dách. Trời ơi xì dách mà đánh xì dách online má. Quay xong rồi quạo một mình chửi người ta chống động hết trơn mũi nè. BD gì mà khùng dữ vậy trời. BD không ai chơi bị xã hội xa lánh tự nhiên lên đây quấn bạn online. Ôi. Sao con vô chứ không chào con. Hello Tạm Ni. Ủa Diễm trời. Nóng như chết luôn à. Ê khoan khoan nha. Em ngủ linh rồi chị ẩn mở bài đi. Dạ dạ. Bữa nào sống một bài. Bữa nào sống một bài xuống đây chết. Dạ. Coi coi cho mình hỏi nè. Mọi người trời ơi được một cái mấy rồi tuột rồi mấy má ơi. Ê Diễm em qua đây mày làm gì cho view lên lại coi Diễm. Dạ trời ơi các bạn của chị đó khoa like trên nào vậy? TikTok hả? Dạ em like TikTok mới like ngàn mấy luôn mọi người. Ngàn mấy là ít đúng không? Đây là công việc của Bella khi mà live stream để dò vé số cho khách hàng mua vé của mình đó mọi người. Mãi mãi tuyệt vời. Mình coi cho các bạn. 24 nè. Đi số 8 lui nè. Cô ơi, cô tiếp theo mưa phần 2 vé 90. 2 vé 90 tiền gian. Tối nay chồng mua đây. Anh ở Bình Dương là em ơi xa lắm nha. Tài phụ ảnh dò vé nha mọi người. Cái này là vé mà khách mua. À khách mua thì mình sẽ chốt thông tin như vậy. Thông tin. Ồ một khách mà mua nhiều vậy hả? Mua nhiều đài khác nhau. Bye bye mọi người nha. Anh chị Bình Dương Mến Hương phụ anh Điêu La. Ý là khách người ta sẽ đang theo dõi livestream. Hello Đức Nguyễn nè. Chúng thì báo cho người ta hả? Mọi người ai đem chiếc spotlight rồi tối nè. Anh MC ơi.
nghề hay quá, ngày bán cả ngàn vé đó mọi người. Anh khỏe không? Rồi vậy hai chúng lộn đài là tài. Chúng lộn đài. Là con này Tiền Giang. Xui ghê. Xui ghê. Đây, mấy hai gói nè. Chắc rồi, giờ biết rồi. Bye bye mọi người, chúc một mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ và vui vẻ. 11 giá 16 Kiên Giang. 616. Là ai mà không kịp coi để coi lại livestream hả? Vâng. Ờ, ta tự hay quá ha. Đây là mình dò cho có nghề. Dò cho đủ thủ tục. Thì chúng mới gọi trời. Đâu? Ngọc Đầm Nguyễn nè. Tức là người ta cũng nhớ thông tin của người ta mà đúng không? Người ta tự dò. Tại vì khi ấy là có tin nhắn có mà quà. Ờ. Tại vì không không phần 29 dịch. Người đàn ông bán vé số online duy nhất. Bán số online mà ngày bán 95 triệu thì mọi người. Trời ơi. Mọi người nghĩ đi em bèo la đi hát chỉ vì đam mê thôi cho quý vị. Nè, một khách mua nhiêu đây nè Hương Quả. Thôi một người thôi đúng rồi, mọi người tin tôi mua một bé nè. Trời ơi, bằng người ta đi bán cả, cả mấy ngày thôi. Ê, trời ơi. Nè giờ đi tuổi 37204 này, 27204 nè. Trời ơi. Ôi vậy là chú. Là có trúng đâu chú? Đâu có trúng, bài dạy đặc biệt mới trúng. Trời ơi, một con quá vậy. Ừ, có một con một hả? Dạ ừ, là trời. Biết thiệt luôn á. Mà bà này mua có mỗi tờ có vé hả? Ờ, mấy người kia cũng có mua sắp nhiều. Chúng, người sắp trúng, người ta sắp trúng. Ờ, đây nè quý, coi đi quý. Coi đi coi tuổi. Sai có một con à. Có một con nè. Có ai trúng chưa? Trúng chưa?